Minh Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tới ngồi quý vị. Có một cháu hỏi rằng là một tuần chú nhận được mấy lá thư mà chú đọc thư ít như vậy. Thưa với cháu là chương trình đọc báo Vẹn, nếu mà chú đọc thư thành là chương trình đọc thư không, cháu thông cảm nha. Chỉ khi nào cần thiết thì chú mới đọc. Thì cháu có nói là trong những ngày gần đây người ta bàn tán xôn xao về cái chuyện mà chặn tin bôi xấu xuyên tạc, nói xấu đảng viên trên YouTube đó. Ý kiến của cháu là như thế này, bây giờ chặn luôn cái đảng này luôn đi, chắc ăn nhất. Đề nghị YouTube nó chặn luôn cái đảng này luôn. Không còn cái đảng này thì chả có ai nói nữa cả. Một cái biện pháp là trị tận gốc. Ha. Rồi, ý kiến mà rất, đơn giản rất, rất là hay. Ha. Có một bạn trẻ nói là trong chương trình đọc báo Vẹn vừa rồi, cháu nghe hai chú nhắc đến nhiều game show Việt Nam. Thì rất là nhiều như là giọng hát Việt, Việt nhí, thần tượng âm nhạc v.v. Thì cháu chúc hai chú sớm đọc tin những game show hay là phim sitcom của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có thêm một cái show nào nữa, dù ở Ba Đình hay bất cứ nơi nào khác. Là cháu muốn là cái chuyện những cái show mà lung tung ở Việt Nam thì cho nó bớt đi ha. Rồi, có một cháu hỏi chứ sao dạo này không thấy chú kể chuyện cười. Rồi, để chú ráng chú tìm nha. Một người khác nói là gia đình tôi sang Mỹ được 8 tháng rồi, tình cờ xem được chương trình này, nghe hai anh càng phân tích thì tôi càng thấy cái chế độ này nó đáng ghét thiệt. Tuần trước số 520 tôi có chia sẻ lên Facebook cho một số bạn bè Việt Nam thì có người thích và có người bảo là vạch lá tìm sâu nó có hay ho gì đâu. Vì vậy tôi đề nghị hai anh nên chọn một số nào đó hai anh làm ngược lại giúp, có nghĩa là đừng có vạch lá tìm sâu nữa mà vạch sâu tìm lá. Ý kiến rất là hay. Bởi vì cái này đã đúng với cái lời nói của ông Trương Tấn Sang. Sâu bây giờ nó nhiều quá. Bày. Sâu nó không phải là một con sâu làm rầu nữa mà cả bầy luôn. Cho nên bây giờ ráng vạch sâu tìm lá. À, rồi cảm ơn. Có một người này thì quý vị nói thì kiểu Việt Nam là rất là bức xúc. Vừa rồi Cộng sản có nói là biển đã an toàn. Vậy hai anh có thể mời, lỗi quý vị dùng cái chữ thằng luôn. Mời Nguyễn Phú Trọng xuống bãi biển gần Formosa tắm đi. Kêu bắt cá về ăn đi, biển sạch rồi mà. Đúng là đồ bà xạo. Rồi thưa quý vị, trong chương trình đọc báo Vẹm khi mà đưa lên trên YouTube đó thì dĩ nhiên có những ý kiến ở phía dưới, ý kiến phản hồi, chúng ta thường dùng là ý kiến phản hồi đó ha. Thì có ý kiến đóng góp thì người thì cũng ủng hộ, có người chống đối cũng có. Thì có người bảo chúng tôi là khùng. Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng khùng thiệt, là bởi vì sao? Bây giờ thiếu gì người, ngày xưa vượt biên qua tới bên đảo là mừng quá, thoát rồi. Qua tới Mỹ trời, hít thở không khí tự do. Rồi những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Thế mà bây giờ người ta lại về Việt Nam, đi làm show, đi làm giám khảo, người ta có tiền, có bạc, sống sung sướng, đi tới đi lui, ra chả làm phiền. Trong khi đó như là thế hệ của như Hoàng Tuấn thì ngày xưa cũng không có đi lính, cũng không có thù gì với với chế độ, mà làm cái việc này làm chi. Bây giờ là mình không có được về Việt Nam du lịch để mà mình đi ăn đặc sản, để mình đi uống bia. Thế thì nghĩ thế là mình cũng hơi khùng vậy anh hả? Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ là cái mức độ khùng á, nó cũng còn thấp lắm. Bởi vì chúng tôi có cái tin này, tôi nghĩ là chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là khùng hơn. Bí thư Đinh La Thăng cho hay thành phố Hồ Chí Minh có tiềm lực, có đội ngũ bác sĩ, y bác sĩ giỏi, và khẳng định sẽ lập tổ chuyên gia để đưa giải Nobel y học về cho thành phố. Đó thanh niên nha. Tức là ông phải phấn đấu. Ông Thăng cho hay là trong cái ngày mà thầy ngày thầy thuốc Việt Nam hồi tháng 2 đó, ông có trao đổi với giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng là nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ, thì đặt vấn đề là thành phố Hồ Chí Minh có thể có giải thưởng Nobel về y học được hay không. Thì thành ủy, bí thư thành ủy khẳng định đây là gợi ý và ý tưởng rất đáng suy nghĩ. Thành phố có đội ngũ bác sĩ rất giỏi, có tiềm lực về y tế, và nếu có quyết tâm, có khả năng để đạt được những thành tựu cao về y học thì bác sĩ Phượng có đồng ý như vậy. Có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khả năng là đoạt giải Nobel về y học. Thì rất là mừng. Thì ý kiến của những người đóng góp, chúng tôi rất là đồng ý một ý kiến như thế này. Những người lãnh giải Nobel đó là người ta cống hiến những cái công trình cho nhân loại, và người chính vì những cái sự cống hiến lớn lao đó người ta được giải. Chứ không phải khi người ta làm những công việc đó là người ta nghĩ tới tôi làm cái này để lấy giải. Đó, đây là một ý kiến rất là hay. Và có người thì nói là thôi bây giờ Nobel nó biết cái gì. Làm sao mà cho
hai người đừng nằm một giường, đừng cho bệnh nhân nằm la lết ở trước hành lang của bệnh viện. Giải quyết cái chuyện đó, lo làm trước đi. Làm thì không lo làm ở đó mà Nobel với nó biết. Nhưng mà tôi thấy mà Tuấn nhiều một số những cái vị mà anh vừa nêu ra cái ý kiến nó không có một cái nhìn xa trông rộng. Dạ vậy. Biết đâu là ông Đinh La Thăng, ông đã có cái sáng kiến sẵn trong đầu rồi. Trên thế giới này người ta chữa bệnh cho bệnh nhân đó, một là thuốc, hai là người ta dùng những cái máy móc mới, những cái phương pháp mới để điều trị về vấn đề vật lý. Còn Việt Nam ta có cái cách để mà chữa bệnh cho bệnh nhân, để chữa trị cho bệnh nhân mà trên thế giới này chưa có một nước nào có. Mà biết đâu là nhờ cái đó mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giải Nobel về vấn đề y học. Đừng có nói là người ta sẽ phong giải Nobel cho người sản xuất ra cái thuốc xuyên tâm liên. Không. Cái này tôi nói chuyện đàng hoàng, chuyện ngày hôm nay, chuyện thực tế. Đồng bào trong nước áng biết rõ cái chuyện đó. Là Việt Nam mình đặc biệt là chữa bệnh bằng phong bì. Cái cách này thì trên thế giới chưa có nước nào nó tìm ra. Cái đó không chừng được giải Nobel. Hy vọng là với cái phương cách mà chữa bệnh bằng phong bì thì Việt Nam mình sẽ sớm có giải Nobel về y học. Vâng, vừa rồi thì anh có nói tới cái chuyện đó thì tôi có một cái tin như vậy là trong mấy ngày vừa qua đó thì trong nước người ta xôn xao về cái vụ mà cấm lưu hành 5 ca khúc trước đây cho hát rồi bây giờ lại không cho hát nữa trước năm 75 đó. Thì có ông nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, ông ấy phản đối và cái bài này được đăng trên vov.vn như là đài tiếng nói Việt Nam, phải Voice of Việt Nam. Yeah. Ông nói như thế này: hàng nghìn hợp xướng ca khúc cách mạng thì chẳng ai nhắc đến, còn mấy ca khúc bị dừng lưu hành thì lại đua nhau tranh cãi. Nhạc sĩ Nguyễn Thị Kha nói như vậy. Ấm ức. Ông trao đổi với phóng viên của vov.vn, nhạc sĩ nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Kha cho rằng 5 ca khúc bị dừng lưu hành không đáng để ồn ào. Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành thì lại được đưa ra mổ xẻ tranh cãi bênh vực. Tôi cho rằng thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn. Nền âm nhạc Việt Nam có bao nhiêu tác phẩm âm nhạc đã cùng với dân tộc xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trời ơi. Chúng ta cần phải nhìn vào đó để tự hào và nhắc nhở để tri ân trong những giải thưởng, chứ không phải để dành thời gian đi tranh cãi. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nói như vậy. Ý kiến của anh còn tốt như thế nào? Sẽ dọc Trường Sơn. Chính vì sẽ dọc Trường Sơn mà bây giờ mà là nó mới bão lụt lên nè. Bởi vì nó phá rừng, nó phá quá đi. Thì ông này thì ông... Hàng trăm bài hợp xướng. Đây. Hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại. Ở mức. Mà bây giờ không ai nói tới cả. Thì bây giờ có gì đâu. Mình là chính quyền của nhân dân. Nhà nước của nhân dân. Thì bây giờ nhân dân là thước đo. Tại sao những cái bài của mình nó vĩ đại đồ sộ như vậy mà sao người ta không nhớ? Mà người ta lại cái nhớ còn đường xưa em đi, người ta lại nhớ. Người ta kéo dây chị. Thế lại em đi mà. Tại sao những cái bài, bởi vì nó đi vào lòng người, nó có tính nhân bản, nó chuyện đơn giản thôi. Mình vô mình chiếm miền Nam, gọi là giải phóng miền Nam. Mình đem cái văn hóa cách mạng, mình đem cái tư tưởng tiến bộ, mình đem những cái hay ho để mình thay thế cái cũ. Thế thì bây giờ là cứ mở ra là cái là chương trình Bolero, nó là từ đầu đến cuối, già cũng Bolero mà trẻ cũng có một cậu bé mới có như 4-5 tuổi gì đó mà vẫn không hát Bolero rất là ngọt, đấy, thuộc lào rồi. Nhưng mà tôi thấy là ông nói là ông ấy chê người dân trong nước là có vấn đề thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này thực tế mà nói thì ông mới là người có vấn đề. Nhạc của ông có vấn đề, những cái bài hợp xướng của ông mới có vấn đề. Tại vì nó có vấn đề cho nên bây giờ chẳng ai thèm nhớ đến mấy cái vấn đề đó cả. Chứ còn nếu mà nó hay, thực sự nó hay thì người ta cứ hát chứ phải không ai. Nhạc mà âm nhạc thì mà người dân của bác nói thì nhạc của bác thì hợp thì có hợp, chứ mà nghe nó không sướng. Còn mấy cái kia nghe nó sướng hơn. Rồi nó cũng nói về nhạc. Mấy ngày qua thì trên Facebook xôn xao về cái chuyện một bài hát cách mạng bị cấm, cấm ở Tiền Giang thôi. Đó là bài Màu Hoa Đỏ. Thì người ta rất là tính, ủa sao cái chuyện kia đã cấm nhạc vàng mà nhạc cách mạng cũng cấm. Mà ông như là nhạc của ông Phật Yến phải không ạ? Tôi có nghe nói. Phổ thơ của một nhà thơ có tên là Nguyễn Đức Mậu. Yeah. Và bài này sáng tác năm 1991. Nói về những người lính của Cộng sản mà bị chết, hy sinh. Thì người ta ca ngợi.
Và chúng tôi xem trên YouTube thì khi ca sĩ hát thì dưới này là bộ đội ngồi rất là đông, hình như trong một cái trong một cái buổi họp mặt của bên quân đội thì phải. Nhưng bây giờ người ta xin lỗi, người ta nói bởi vì cái bài hát này khi tôi đưa vô karaoke đó nó coi như hình ảnh không phù hợp. Chứ người ta cũng xin lỗi gia đình của cố nhạc sĩ Thuận Yến, sự nhầm lẫn thôi chứ không có phải là cấm, không. Nhưng mà chúng tôi nghĩ bây giờ nếu xét về cấm á, thì có những bài hát cũng nên cấm, chẳng hạn như bài nhà cách mạng đó nha, như bài Giáng Đứng Bến Tre. Tại sao vậy? Bởi vì trong đó có một câu là người con gái của Bến Tre năm xưa đi trong mà đàn lửa. Đàn lửa, đàn mà lửa. Hát là cái đàn lửa, cái thành là đàn lửa. Mà khi mà nói là người con gái Bến Tre đi trong đàn lửa, người ta lại nhớ tới Mặt trận Giải phóng miền Nam. Bởi vì nguyên Mặt trận Giải phóng miền Nam là lửa không, nguyên một đàn lửa, một bầy lửa. Thì nhiều khi đó là ý của tác giả sao? Thì bị lừa. Cho nên nhiều khi là người ta lại nhắc tới cái nỗi đau đó. Mặt trận Giải phóng miền Nam đã hoàn thành sứ mạng dân tộc rồi. Đừng nhắc tới nữa. Là cái bài Bão nổi lên rồi của Hồ Hát. Vì cho hỏi anh chứ năm nào cũng bão. Dân khổ là lũ lụt nhà cửa khổ mà. Mà cứ bão đổ lên rồi không được. Mấy bài đó phải cấm mà. Rồi Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn cũng cấm luôn. Vậy? Anh tính coi bây giờ mà Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn thì ông Đinh là thằng ông banh xác à. Ông Đoàn Ngọc Hải cũng đi luôn à. Cô Gái Vót Chồng cũng cấm luôn. Sao vậy? Nếu mà bây giờ mà khuyến khích Cô Gái Vót Chồng rồi dân Tây, dân ở trên Tây Nguyên đó, nó đâm loài ruột cán bộ à? Bởi vì cái lấy đất của người ta, hại hiếp người ta. Nhưng bà đã phải xét lại thì cấm luôn. Cấm luôn. Có người đề nghị là cái bài Những Đôi Mắt Màn Hình Viên Đạn cũng cấm luôn. Sao vậy? Bởi vì nó đụng chạm tới vũ khí. Đôi mắt màn hình viên đạn, tính tới chuyện mà bắn giết ghê gớm quá. Nó khuyến khích bạo lực để, rồi. Phải cấm. Cảm rồi. Và chúng tôi cũng phải ngừng nơi đây. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một số quảng cáo. Nguyên Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả và chào cô Đan Trang. Chào anh Nguyên Khôi. Cô Đan Trang có bao giờ dùng thực thảo chưa? Hồi trước thì không có, nhưng khoảng một năm nay thì có. Tại sao lại dùng? Vì con gái của tôi là cô Tố Uyên ở dưới Nam Cali giới thiệu cho tôi một loại dược thảo mà đối với tôi thấy rất là tốt. Đó là Kaiko Fukuden. Và cái loại dược thảo này tốt cho cô Đoan Trang ở điểm gì? Với những người khác thì tôi không biết, nhưng mà riêng cá nhân tôi trị được cho tôi hai bệnh mà tôi rất là khổ sở bao nhiêu năm qua, thưa quý vị. Thứ nhất là bệnh mất ngủ, và thứ hai là bệnh mệt. Mỗi ngày tôi mệt trung bình từ 3 đến 4 tiếng. Vâng, thưa quý vị, Kaiko Fukuden mà cô Đoan Trang vừa giới thiệu với quý vị hiện đang được bán tại Đài Quê Hương. Giá là 250 Mỹ Kim một hộp. Một hộp như thế này, thưa quý vị, gồm có 120 viên. Một ngày chúng ta chỉ dùng có một viên thôi. Có nghĩa là một hộp như thế này chúng ta dùng được tới 4 tháng, anh Nguyên Khôi. Chưa hết, thưa quý vị, nếu quý vị mua Kaiko Fukuden với chúng tôi trong thời gian này, chúng tôi xin rất vui để tặng cho quý vị 120 viên thuốc nghệ và tỏi đen trị giá là 50 Mỹ Kim. Quý vị có thể gọi cho Đài Quê Hương qua các số điện thoại thưa anh Nguyên Khôi. 408-645-5575, 408-645-5580. Số xe của chúng tôi là 408-859-2416. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn cô Đoan Trang. Cảm ơn anh Nguyên Khôi. Xin chú ý, Professional Karaoke đã chuyển về địa điểm mới trong khu Vietnam Town, đối diện phở 90, địa chỉ 979 Story Road, San Jose, suite 7069. Điện thoại vẫn như cũ 408-728-9000, 728-9000, hoặc gọi 408-680-9208. Professional Karaoke luôn chờ đón quý vị với một rừng CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý khách ở San Jose xin chú ý, Professional Karaoke đã chuyển về địa điểm mới trong khu Vietnam Town, đối diện phở 90, địa chỉ 979 Story Road, San Jose, suite 7069. Điện thoại vẫn như cũ 408-728-9000, 728-9000, hoặc gọi 408-680-9208. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000, 728-9000,
hoặc vào website prokaraokeusa.com. Còn thiếu một món ăn rất là quan trọng. À, con nhớ rồi. Phải món này không mẹ? Đúng rồi, con rất là giỏi. Nước mắm nhí hiệu Redbot, một món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Chỉ có nước mắm hiệu Redbot, chiếc thuyền màu đỏ là nước mắm nguyên chất Phú Quốc, ai dùng cũng khen ngon nhờ chất lượng đậm ngọt 100% thiên nhiên, lưu truyền hàng trăm năm, đặc chế nguyên chất cá cơm với muối biển thiên nhiên, có thể dùng để thực hiện mọi thức ăn dân tộc như kho cá, kho thịt, làm bò lúc lắc và nhất là ăn sống, thật là tuyệt vời. Quý vị khi mua sản phẩm luôn nhớ nước mắm nhĩ hiệu Redbot luôn luôn có hình chiếc thuyền buồm màu đỏ. Thưa quý vị, Nhật Bản nổi tiếng là đất nước có tuổi thọ cao nhất thế giới, đặc biệt là người dân sống trên đảo Okinawa. Nhiều nghiên cứu từ các viện đại học, các phòng thí nghiệm đều cho thấy rong biển là một loại hải dược quý giá mà thiên nhiên dành tặng cho con người. Và người Nhật đã tiên phong trong việc khai thác cũng như sử dụng chúng. Nghiên cứu mới đây nhất về chất Fucoden trong rong nâu tại Okinawa có tác dụng khiến tế bào ung thư tự hủy diệt, hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và gia tăng tuổi thọ đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Keiko Fucoden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản kết hợp Fucoden tinh khiết, hàm lượng cao nhất chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fucoden có hàm lượng Mekabu và nấm Agaricus cao nhất trên thị trường hiện nay so với các loại Fucoden khác. Keiko Fucoden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko Fucoden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên uống trong 4 tháng, được tặng thêm 120 viên thuốc tỏi đen và nghệ trị giá 50 Mỹ Kim. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại với chương trình thì chúng tôi có đọc ở trên Internet, người ta lấy những cái chuyện cười của thời Liên Xô cũ đó. Xin lỗi quý vị. Có những cái chuyện rất là ngắn mà cũng rất là hay. Bạn có biết sự khác nhau giữa thùng phân và chủ nghĩa cộng sản hay không? Câu trả lời là biết, đó là cái thùng. Rất là đơn giản. Cái là chuyện Liên Xô đúng không ạ? Liên Xô. Chuyện Đàn Anh đúng không ạ? Rồi người ta mới còn cái chuyện này. Người ta mới kể chuyện là ở ngoài Bắc á. Là có hai bộ xương, hai bộ xương gặp nhau, thì bộ xương với bộ xương này hỏi bộ xương kia, này, thế cậu chết khi nào thế? Tôi chết cái thời mà cải cách ruộng đất đấy. Thì bộ xương hỏi lại, thế còn cậu? Ôi, ta ơn Chúa, tôi vẫn còn sống đấy mà. Ôi giời, còn sống ở chỗ kinh thế, mới đi cải tạo về. Nhưng mà này, tôi nói với cậu nghe nhé, nói khẽ thôi. Bây giờ trong cái thời buổi này không bao giờ được nói là tạ ơn Chúa. Không được, nguy hiểm. Sao nhé vậy? Phải nói là tạ ơn Bác và Đảng. Nhưng mà nhỡ rồi mai mốt không còn Bác, không còn Đảng thì tôi phải nói như thế nào? Thì đấy là đúng là cái lúc mà tạ ơn Chúa đấy. Cái lúc đó là tạ ơn Chúa đấy. Không còn Bác Đảng thì tạ ơn Chúa. Thì vừa rồi nói cái chuyện mà ông Linh La Thăng với cái giải Nobel y khoa, rồi nói cái chuyện mà mấy bài hát bây giờ bị dừng lưu hành đó. Thì khi mà có một tờ báo hải ngoại đăng cái tin này xong á, thì ở dưới những người góp ý họ có kể, họ có đăng cái góp ý, thì Nguyên Khô thấy nó hay hay. À, xin phép để đọc cái đoạn này, thưa quý vị, nó gần như là một thứ chuyện vui. Hai ông bác sĩ ở hai bệnh viện lớn nói chuyện với nhau. Thì một người nói là bác Thăng nói là sẽ có giải Nobel y khoa, tớ chắc chắn là sẽ có đấy. Ông kia trả lời, ông bị mộng du hả? Không, hoàn toàn không, chính xác là sẽ có mà.
thì ít ra ông phải có phương pháp chữa bệnh mới, tìm ra thuốc mới hoặc là cách điều trị tân tiến vân vân. Có rồi, phương pháp chữa bệnh mới, cả thế giới sẽ lác mắt. Phương pháp mới cấp cứu những người uống thuốc tự tử, ngộ độc thức ăn, thí nghiệm lâm sàng đạt 100%. Phương pháp cũ là bơm nước vào bao tử và họ sẽ ói ra thuốc hoặc là thức ăn bị ngộ độc. Phương pháp này hoàn toàn mới, không tốn thời gian máy móc phức tạp và không cần phải nhiều y bác sĩ hỗ trợ nữa. Cách mới vừa đơn giản vừa rẻ tiền. Làm thế quái nào mà họ ói ra bằng hết những thứ độc ở trong bụng họ. Quá đơn giản đi, cho họ nghe nhạc cách mạng. Đó là phương pháp mới và hy vọng là cái phương pháp này sẽ đem đến cái giải Nobel y khoa cho gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Nghe những cái hợp sướng vĩ đại. Nhà các bạn là người ta nói là không cần. Không phải thuốc kiểu, phải bơm gì hết, không phải, không phải bác sĩ điều trị gì hết. Rồi bây giờ tới công an việc làm nè, báo Tuổi Trẻ Online. Một xã có tới 600 lao động đăng ký học nghề, hoàng lượng. Bộ có trưởng, tin thật không? Thật không đấy? Báo Tuổi Trẻ Online nè. Trời. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chua chát nói như vậy tại hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn diễn ra 23 tháng 3. Và việc học nghề có nơi chỉ là ghi tên để lĩnh tiền chế độ thôi. Đấy. Việc học nghề của lao động nông thôn thời gian qua có một số nơi vẫn chỉ là đánh trống ghi tên để lĩnh tiền chế độ. Vì thế mới có chuyện một xã mà có tới 600 lao động đăng ký ghi tên để học nghề, hoàng lượng. Lời của ông Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chứ không phải lời của chúng tôi nha. Rồi, có huyện mỗi năm có tới 5.000 lao động bỏ sang biên giới để kiếm việc. Ở ngoài Bắc đó. Thì ông nói là ông ở Hà Giang. Mở lớp đào tạo lao động mà không có việc làm. Cho nên có những huyện mỗi năm có tới 4-5.000 lao động bỏ sang bên kia biên giới để đi kiếm việc làm. Quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ những người mà tại sao có nhiều nghề mà người ta lại đăng ký nghề hoàng lượng. Tại sao vậy? Bởi vì cái này người ta cũng, những người này những người am tường về lịch sử. Bởi vì nếu hoàng lượng giỏi đó thì có cơ hội được làm tổng bí thư. Tại sao anh nói như vậy? Lịch sử cách mạng đã chứng minh đã có tổng bí thư đã từng xuất thân là nghề hoàng lượng. Cho nên bây giờ mình làm nghề hoàng lượng, hy vọng là mình cũng sẽ có ngày mình làm tổng bí thư. Chứ tại sao không học nghề khác mà cứ nhà tới 600 người một xã, hỏi anh một xã nhiều khi có tới 600 con lợn không? Nhiều khi nó không đủ 600, chẳng lẽ cứ một người là hoàng một con à? Mà trong khi 600 con lợn đó nhiều khi nó lại có lợn nái lợn xe nữa. Là ba bốn người lại hoàng một con à? Mà hết nghề học rồi sao mà. Báo Văn Hóa, Báo Văn Hóa Điện Tử, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch. Việt Nam chỉ hạn chế ngăn chặn các nhà mạng vi phạm pháp luật Việt Nam. Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền Trương Minh Tuấn với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius vào hôm qua 21 tháng 3, hai bên đã cùng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực truyền thông tin và truyền thông cũng như tháo gỡ những vướng mắc tồn tại là cái vụ YouTube đó anh. Bây giờ trên mạng YouTube nó nhiều quá. Cho nên bây giờ điển hình như hiện có khoảng 52 triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam. Việt Nam nằm trong top 10 nước có lượng người dùng YouTube cao nhất thế giới. Do đó thông tin trên các trang thông tin điện tử được cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam ngày càng có tác động lớn đến người sử dụng. Bên cạnh ưu điểm hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam cũng phát sinh nhiều vấn đề như là tình trạng xuất hiện các nội dung thông tin xấu, độc hại, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật Việt Nam. Tức tại vì Nguyên Khôi cũng có phát cái chương trình này ở trên YouTube, cho nên chúng tôi đọc đây chúng tôi cũng hơi giật mình. Nhưng mà nhìn lại thì chúng tôi thấy anh Hoàng Tuấn ăn mặc rất đúng thuần phong mỹ tục. Những lời anh nói từ đầu chương trình bây giờ rất là ổn, không có cái vấn đề gì cả. Cho nên là chương trình của mình Diệt. Đập, không có gì thắc mắc cả. Nhưng mà tôi nói anh cái YouTube sao vậy? Là phải xem lại. Sao? Bởi vì nó có những cái vi phạm thuần phong mỹ tục và có nội dung xấu. Chẳng hạn như xem, ví dụ như là có một người ta chạy xe ngoài Bắc á, thì bị mấy cái ông ở trong làng trong xã đó, con đường đi ngang cái địa phương đó mà, mấy ông chặn lại, mấy ông bắt phải đóng tiền. Thì cái người tài xế người ta cãi. Em trả bao nhiêu tiền mà các bác có bao nhiêu đóng 2 lít thì là chết em. Thì ông kia nói đây, ông chữ thề luôn nhé. Chữ thề luôn. Mày muốn quay mà quay, đưa cái bản tên ông ra luôn. Ông nói là luật lệ đấy, cứ bằng luật làng. Chữ thề một cách rất là thoải mái. Đi ai đi ngang đây mà phải đóng tiền. Mày không đóng là mày không được việc. Là đứng chữ rủa ôm sùm hết. Thế là cái đó lại đưa lên YouTube. Đấy. Mà nội dung xấu.
Nhưng mà khổ nỗi là nội dung xấu là từ cán bộ của nhà nước. Thế là tôi không biết rồi. Một lần tôi có xem một cái đoạn clip về khu Bắc Hải mà đi mà gọi là lấy lại lề đường ấy. À, lấy lại lề đường. Tội nghiệp theo một nghiệp một bà cụ già. Lớn, bà cụ lớn tuổi ở nhà một mình. Bây giờ nhà mình đang ngồi nó đến nó giật cái ở trên cái mái cái hành lang trên cái hiên trước của nhà. Bà cụ của nhà con mình nó không làm gì được, nó muốn làm gì làm. Những cái cảnh đó nó rất là thất nhân tâm. Thì cái YouTube mà mấy cái đó là đây, nó thất nhân tâm mình ạ. Bây giờ ông Đoàn Ngọc Hải đó, ông có một cái bí danh là ông Hải Cẩu. Sao vậy? Là bởi vì xe đậu là ông Cẩu xe đó. Là ông tên là ông Hải Cẩu. Nhưng mà không có phải là Hải Cẩu, Tâm Tinh Hải Cẩu Bổ Tần Hoàng. Mà xe đậu là ông Hoàng là ông Cẩu. Cho nên là như có bài báo là trận chiến vỉa hè lộ ra nhiều chuyện thật như đùa. Sau những tháng nỗ lực giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ông Hải đã thấu hiểu hơn sự thật phũ phàng của các dạng bảo kê, kể cả các băng đảng, băng nhóm xã hội đen. Theo Dân Trí, tờ báo Dân Trí đó, tại buổi làm việc chiều 22 tháng 3 về tình trạng xây dựng bãi đậu xe, ông Hải đã phải thốt lên với chủ tịch thành phố là xe ô tô đến đậu thì phải đóng 50.000 một xe, nếu không thì bị phá xe, đâm ra ai cũng sợ cho nên phải nộp. Bảo kê xe. Đó. Với thường dân Việt Nam ai cũng biết, nhưng sự thừa nhận của vị phó chủ quận là tín hiệu mừng, rất mừng, bởi vì vụ việc này đã đến tay các lãnh đạo cao nhất của chính quyền thành phố một cách chính thống chứ không phải chỉ còn là tin vỉa hè. Tôi mừng. Nghĩa là ngày xưa giờ mấy ông lãnh đạo đó đã biết gì hết. Hoặc là biết mà làm lơ. Tức là mình là các đề tớ của nhân dân mà cái việc mình chả biết. Và bây giờ nhờ cái ông này đó mà đến tay mà mừng. Mình thấy Việt Nam mình nó hạnh phúc tới cái nhiều cái chi tiết là xin lỗi một chút xíu nữa. Mừng đấy và cũng lo đấy. Bởi nhưng phải nói rằng cái này trách nhiệm của cảnh sát khu vực và trưởng công an phường. Nhưng đáng buồn là chưa xử được ông nào, chả ông nào chịu làm. Câu này bao hàm sự thật trần trụi hai mặt. Vì chưa xử được ông nào cho nên chẳng ông nào chịu làm. Và khi mà làm việc như vậy đó, ông Hải đi làm việc như vậy chứ gì. Nhưng mà ông Hải tới thì nửa tiếng sau phó chủ tịch phường mới lò dò tới. Khi được căn vặn thì chủ tịch phường đâu? Thì ông này cho biết là ông chủ tịch đi họp rồi. Về trưởng công an phường đâu? Lúc này ông phó chủ tịch phường mới vác điện thoại ra gọi. Điều này càng khó chấp nhận. Đây là thời điểm ông Hải xuất trận nó hơn một tháng. Anh em báo chí đi theo rất là đông nhưng lãnh đạo phường thì không biết. Chuyện rất khó tin nhưng đáng tiếc. Clip nói đó là sự thật. Cho nên bây giờ ông Hải là thuộc là ông Hải Cẩu. Thằng nào đậu lạng quạng là tao cậu. Mà cướp trên biển thì gọi là hải tặc, mà cướp ở trong hồ thì gọi là hải hồ. ông bà hồ tặc. Cái đó có được. Cho nên mấy cái vụ mà cướp mà xảy ra trong hồ là báo chí Việt Nam không có đăng đâu. Tại vì cướp trên biển thì gọi là hải tặc. Nhưng mà nếu mà cướp trên trong hồ thì gọi là hồ tặc. Cái đó là cướp trên sông là giang tặc. Giang tặc. Nhưng mà cướp trên hồ thì là hồ tặc. Rừng là lâm tặc. Thì nếu mà chúng ta chiếu theo những cái đó thì mà cứu trong hồ thì gọi là hồ tặc. Đúng rồi. Ủa, cái này ghê quá. Này hơi căng ạ. Cũng báo văn hóa không thể tưởng tượng nổi hài nhảm và tục để được trao thưởng. Cái vụ mà các cái game show của anh đấy. Bát nháo, nhảm nhí, thô tục là những từ mà nhiều khán giả phải thốt lên khi xem những chương trình game show truyền hình của yếu tố hài. Chưa khi nào những nghệ thuật diễn hài lại trở nên rẻ rúng với đủ thượng vàng hạ cám trong mắt người xem truyền hình như hiện nay. Chỉ cần vài động tác uốn éo hình thể, nói tục là được tung hô triệu like và nghiễm nhiên cầm giải thưởng 100 triệu. Thực tế thì công ty game show truyền hình đang khiến khán giả phải hứng chịu những bãi rác văn hóa rất nặng nề. Nói thì mà cái đó nó có đưa lên YouTube không ạ? Có, như có. Có nhiều đấy. Vô YouTube mà anh cứ đánh là game show hay là anh đánh là tất cả những gì liên quan tới những game show Việt Nam là nó có đầy đủ hết. Thuần phong mỹ tục đầy đủ như thế thì cái này YouTube nó có chịu trách nhiệm không? Tại vì YouTube nó tiếp tay mà. Có một cái điều là chúng tôi buồn cười là cái lối diễn hài của Việt Nam bây giờ người ta chửi nhiều quá. Chửi rất là nặng anh ạ. Ông nội mày, bà nội mày, thế này thế khác mà tôi chả hiểu tại sao là cái văn hóa Việt Nam. Người ta có một đoạn như thế này, mùa thứ ba khiến khán giả phát hoảng khi mà ban tổ chức chương trình trao 150 triệu đồng cho nụ cười nhảm và tục. Cả thí sinh và giám khảo đều gây sự thất vọng. Thí sinh TL sau khi chọc cười giám khảo Trấn Thành chỉ bằng một từ không lịch sự, nếu không muốn nói là tục như là mập đề .. để nói người bạn gái của mình. Nói bạn gái của mình mà nói như vậy đó. Được thưởng. Được thưởng.
thì văn hóa Việt Nam nó tới đâu anh? Tôi không biết ạ. Rồi, chúng tôi không còn thời giờ nữa, chứ báo pháp luật thì có lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trưởng Bộ môn Kinh tế Học viện Tài chính. Ở Việt Nam, cán bộ của ta không sợ bị đuổi việc. Sao vậy? Và công chức thì dễ, chứ ra khỏi biên chế thì khó lắm. Nên cơ quan nào cũng bị nể. Thêm công chức rồi thêm nữa. Tới khi thanh tra thì mới thấy nó dư thừa. Cán bộ của ta không sợ đuổi việc, nhất là cán bộ lãnh đạo thì không sợ bị đuổi việc. Sau khi giải trình bày lý do vòng vo, viện cớ rồi lại được sắp xếp làm công việc khác, như một số trường hợp, chính ra lại được thăng cấp. Đấy, cho nên là tranh thủ mà về làm cán bộ nhé. Việt Nam là sướng là như vậy, hạnh phúc là như vậy đấy. Chào tạm biệt quý vị. Quý khán thính giả thân mến đang theo dõi chương trình ở quê hương Media, Đài Phát thanh quê hương và Đài Truyền hình quê hương. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu về dược thảo Kaiko Fukoiden. Vâng, thưa quý vị, Fukoiden là cái dòng tảo, dòng biển. Nâu. Nâu, dạ vâng. Thực sự ra thì nói chung Fukoiden là dòng biển, thưa cô Đơn Trang và thưa quý vị. Nhưng mà biển cả trên thế giới thì nó mênh mông, đặc biệt là người Nhật. Họ đã khám phá cái dòng biển mà cái vùng Okinawa, đặc biệt là dòng nâu nữa, nó rất là tốt cho sức khỏe của con người. Nó có những cái đặc tính khác nhau, nó có những cái dược tính giúp cho người ta mạnh hơn, khỏe hơn, trẻ trung hơn. Và cũng nhiều năm qua, quý vị đã nghe giới thiệu về Fukoiden với nhiều dạng khác nhau. Nhiều công ty khác nhau họ cũng chế loại Fukoiden này thành dược thảo, tại vì cái dược tính của nó, dược tính của nó quá tốt đi. Nhưng mà làm sao để mình có Fukoiden tốt nhất, và làm sao để mình biết là cái loại Fukoiden mình mua là Fukoiden đến từ Nhật Bản, để bảo đảm được cái tính chất phải nói là toàn hảo của cái loại dược thảo này? Dễ lắm anh Nguyễn Khôi. Rồi, cô Đăng Trang nói đi. Gọi cho Đài Quê Hương. Tại vì như thế này, thưa quý vị, chúng tôi phải có một cái sự cẩn trọng như thế nào khi chúng tôi giới thiệu dược thảo với quý vị. Từ trước đến giờ, Đài Quê Hương giới thiệu về phấn, về son, về kem. Các loại mỹ phẩm. Là chính. Bây giờ chúng tôi mới giới thiệu một loại dược thảo đầu tiên đến cho mọi người là Kaiko Fukoiden. Để tôi chia sẻ một chút lý do, phải nói là căn bản. Vì tôi dùng loại này và tôi thấy nó có kết quả rất tốt đối với tôi. Thành ra tôi muốn bán lại trên Đài Quê Hương cho các quý khán thính giả của Đài dùng. Bởi vì mình thấy mình uống nó có kết quả tốt, thì mình hy vọng là các quý khán thính giả của Đài dùng Kaiko Fukoiden cũng được cái kết quả tốt như là cá nhân tôi. Thì quý vị sẽ hỏi, ủa thế tôi nói tốt, đối với tôi là tốt như thế nào? Nhưng mà trước khi cô Đăng Trang nói tốt như thế nào cho cô Đăng Trang đó, thì tôi đề nghị cô Đăng Trang là kể rõ cái ngọn nguồn, lý do tại sao mà mình biết Kaiko Fukoiden này. Tại vì như thế này, có thể là công ty mà họ sản xuất ra Kaiko Fukoiden, họ đưa đến, họ chào mời, cô Đăng Trang uống thử, cô Trang thấy tốt thì cô Trang giới thiệu với mọi người. Hay là mình phải tự mình bỏ tiền túi ra mình đi tìm. Là tại vì mình tìm một cái loại dược thảo nào đó, mình bị cái sức khỏe mình nó có vấn đề, rồi mình cần thuốc hay là dược thảo như thế nào đó để giúp cho mình có thể vượt qua những cái khó khăn về vấn đề sức khỏe đó. Chính mình bỏ tiền ra mình mua, mình dùng thì nó khác với người ta mang đến, người ta giới thiệu cho mình dùng, người ta thử cho mình dùng rồi mình giới thiệu trên Đài của Đơn Trang, khác nhiều lắm ạ. Khác nhiều lắm. Cảm ơn anh nhắc nhở về điều này. Bởi vì khi mà tôi trình bày gọi là cái tiến trình tại sao ngày hôm nay Đài bán Kaiko Fukoiden cho quý vị, thì quý vị sẽ cảm thấy thích thú và lắng nghe chúng tôi một cách kỹ lưỡng hơn, để rồi chấp nhận gọi đến Đài Quê Hương mua Kaiko Fukoiden. Thưa quý vị, lúc nãy anh có nói một câu là nếu mình cảm thấy sức khỏe mình không tốt, đúng điều đó, có vấn đề gì đó, điều đó đã xảy ra với tôi trong khoảng chừng 6-7 năm trở lại đây. Thưa quý vị, quý vị nhìn tôi trên TV thì thấy có vẻ tươi,
từ rối rối. Dĩ nhiên tại vì lên TV phải cười, lên cười chứ đâu khóc được. Dạ không, phải cười, cười để cho mọi người họ nhìn cái màn ảnh TV họ thấy vui vẻ quá và có cái sức thu hút với họ thì họ mới tiếp tục ngồi lại với mình chứ. Ở đúng Mỹ này thời gian rất là quý, anh Nguyên Khôi mời được quý đồng hương mà ngồi với mình để theo dõi một buổi nói chuyện cả gần nửa tiếng không phải là vấn đề dễ dàng. Rồi, thế thì câu chuyện như thế này thưa quý vị, đúng khoảng 6-7 năm vừa qua thì tôi bị cái bệnh gọi là bệnh mất ngủ. Mất ngủ có nghĩa là ngủ rất là khó, và khi mà ngủ được á thì giấc ngủ nó không có gọi là sâu đó, nó không có say sưa, nó chập chờn. Và nếu mình ngủ được á thì mình ngủ được ít lắm. Tôi đó, tôi còn nhớ hồi tôi đi học á, hồi nhỏ cho đến ngày hôm nay tôi vẫn muốn theo cái công thức của thầy tôi dạy, là thầy tôi bảo phải ngủ đủ 8 tiếng. Thành ra thưa quý vị, tôi không ngủ được đủ 8 tiếng. Tôi rất là buồn và rất là lo lắng cho cái sức khỏe của mình. Tuy là bây giờ mình lớn tuổi hơn, mình có thể ngủ 6 tiếng, 7 tiếng phải không ạ? Nhưng mà tôi nói tôi bị mất ngủ, có nghĩa là tôi không ngủ được 5 tiếng, 6 tiếng nữa. Đó, thành ra mệt lắm thưa quý vị. Những người nào mà bị bệnh mất ngủ như tôi, thời gian trước á, trước khi mà tôi uống cây cô phu cô đen thì quý vị cũng hiểu, mất ngủ nó khổ sở vô cùng. Rồi, thế tôi bị cái vụ đó là thứ nhất. Vụ thứ hai, tôi hay bị mệt. Thì mình cũng không phải là bác sĩ, mình cũng không hiểu tại sao mà một ngày mình thường mệt khoảng từ 2 đến 3, 4 tiếng đồng hồ vào buổi chiều. Khi mệt thì cảm giác như thế nào cô Lan Trang? Chán đời. Anh đã lên cơn mệt như vậy thì anh đâu có còn gì thì thích thú nữa. Cố gắng làm việc một cách uể oải, không có gọi là không có sừng. Không có sinh vật gì hết phải không? Không có sừng. Vâng, thì tôi có tâm sự những cái điều đó với Tô Uyên là con gái tôi, cháu đang ở Nam Cali mà cháu làm đài SBTN á, cũng nhiều người cũng biết cháu. Thì cháu mà ô như vậy thì con sẽ gửi về cho mẹ uống thử một cái loại dược thảo này mà con được biết rất là tốt. Con được biết rất là tốt. Tôi bảo thì thôi cứ thử đi. Hồi đầu là mình chỉ thử thôi chứ thực sự mình cũng chưa bao giờ, thưa với anh Nguyễn Khôi và thưa với quý vị, tôi chưa bao giờ tôi dùng dược thảo hết. Tôi cũng có một số bệnh gọi là bệnh mà những người lớn tuổi thường có, những người Việt Nam ở đây. Thì tôi uống thuốc theo toa bác sĩ thôi chứ chưa bao giờ tôi dùng dược thảo cả. Thì lần đầu tiên nghe Tố Uyên đề nghị dùng dược thảo thì mình cũng nghĩ bụng mà, thứ nhất là chiều lòng con, và thứ hai là biết đâu trong muôn một may mắn đến với mình. Và thưa quý vị, quả tình trong muôn một may mắn đã đến với tôi khi tôi uống một ngày một viên thôi. Một ngày một viên thôi. Khai khô phu khói đen. Từ đó tôi không còn bị mất ngủ nữa. Và từ đó tôi không còn bị mệt mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ nữa. Anh có cần không? Tôi giới thiệu. Nguyễn Khôi được cái là trời cho rất là dễ ngủ cho nên không lo chuyện này rồi. Thứ hai thì... Và cũng không bị mệt phải không ạ? Dạ không, tại vì làm việc mỗi ngày rất nó quen của đơn trang. Và có thể là trời cho mỗi người thôi. Và lúc nào đó, 5 năm, 7 năm nữa mình bị mệt hay mất ngủ thì mình không biết được. Nhớ nha, lúc đó uống cây cô phụ khói đen. Lúc này thì chỉ ngồi bên cạnh cô Lan Trang để giới thiệu với quý vị về cái loại dược thảo này mà thôi. Chứ thực ra chưa có uống. Không cần. Cho đến bây giờ anh chưa cần. Nhưng mà những cái điều cô Lan Trang nói là cái tác dụng riêng đối với bản thân của cô Lan Trang. Còn một điều nữa cho tôi bổ túc là Tô Uyên có một người quen. Thì người đó họ bị phù cái chân. Bị bệnh thận đó, anh bị phù chân. Thì Tô Uyên cũng giới thiệu về cây khô phù khói đen. Và thực sự rất là kỳ diệu. Uống đâu chừng 3-4 tuần hết phù luôn. Đi tái khám bác sĩ đó, người ta cũng ngạc nhiên đó. Nhưng mà không có tiết lộ là uống cây khô phù khô đen. Mình cứ nói nó có sao đâu, tôi nghĩ là như vậy. Mình cứ nói với bác sĩ có sợ là bác sĩ họ không muốn cho mình uống. Tại vì chúng tôi vẫn nghĩ rằng dược thảo là cái chuyện là ai cũng công nhận là dược thảo nó có cái tác dụng riêng của nó, của Lan Trang. Có thể nó và không, nó phụ trợ rất nhiều phải không? Nó không hợp với người này nhưng mà nó hợp với người khác. Và ngay cả trong các tiệm thuốc tây của Mỹ, các tiệm CVS hay là nói chung là các tiệm thuốc tây của Mỹ họ cũng đều bán các nhiều loại dược thảo khác nhau. Nhưng mà bây giờ như thế này, con quan cho tôi mở một cái ngoặc,
cái trường hợp người đó đó là vì họ bị bệnh thận á, yeah, và bác sĩ đang chữa trị cho họ mà chưa có lành, yeah, thành ra bây giờ bác sĩ lấy làm ngạc nhiên, ủa tại sao hôm nay ông đến mà chân ông lại hết bị sưng rồi, yeah, thì ông đó cũng ngập ngừng không dám tiết lộ, là sợ bác sĩ bảo tại sao không nghe lời tôi, không uống thuốc của tôi được. Không, không, mình vẫn uống thuốc của bác sĩ chứ, nhưng mà cái thuốc này mình uống thêm thôi, nó giúp thêm cái phần, nó làm nhiều khi nó làm tăng cái tác dụng của cái thuốc của bác sĩ cho mình, cái điều nó rất tốt thôi, đâu có gì đâu. Cho nên nếu mà quý vị có dùng các loại dược thảo thì khi mà quý vị đi gặp bác sĩ của quý vị, bác sĩ hỏi thì mình cứ nói, nếu mình cứ nói thôi, mình có gì đâu phải giấu sức khỏe của mình mà giấu chi, nhờ bác sĩ để xem ý kiến của bác sĩ như thế nào. Mà thường thường chúng tôi nghĩ là các bác sĩ bây giờ họ cũng phải nói là họ biết những cái tác dụng tốt của dược thảo, tại vì thực sự là có nhiều loại thuốc Tây, Âu dược đó cũng chế từ các loại dược thảo khác nhau thôi. Có điều cái công thức thì mỗi một hãng bào chế họ có cái công thức riêng của họ. Bây giờ mình trở lại với cái chuyện lúc nãy, câu hỏi tôi chưa hết. Dạ vâng, khoan, anh Nguyễn Khôi, để sẵn đây mình nhắc nhở mọi người. Nhưng mà nếu dùng cả thuốc Tây và dược thảo thì phải uống cách thời gian ra. Dạ, theo cái điều đó cũng quan nghiệm, trọng. Uống cách thời gian ra khoảng mấy tiếng khoảng ạ? Dạ, 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Nhưng mà cái điều, cái câu hỏi nãy cô Loan Trang chưa trả lời trọn vẹn là cái chỗ là có nghĩa là cô bỏ tiền ra cô mua cái này, cô uống cô sẽ có kết quả. Thì cô mới theo mọi người. Con gái tôi. Con gái thì coi như là con gái tôi là con, tôi yên bỏ con tiền. Con gái là cô bỏ tiền ra mua cho cô, coi như thì của cô đi. Đúng. Mua mình sẽ uống, mình có kết quả rồi mình với liên lạc với công ty để giới thiệu các sản phẩm này. Đúng rồi. Chứ không phải công ty họ mang đến. Không. Mời cô uống để cô giới thiệu. Dạ không ạ. Không. Và nó cái hai cái đó nó khác nhau nhiều lắm. Dạ. Tại vì nếu mà công ty đó không ở đây, tôi xin nói rõ như vậy. Dạ vâng. Tại vì thực sự nếu mà tự mình uống mà tự mình thấy có kết quả rồi mình giới thiệu với mọi người thì nó sẽ khác nhiều cái hình thức mà công ty họ đến họ mời mình. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị. Cái đó là thực tế thôi. Rồi. Đó là cái điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị. Dạ. Còn riêng Nguyên Khôi thì như Nguyên Khôi đã thưa với quý vị là chúng tôi không cần sản phẩm này. Lý do là tại vì chúng trời tôi còn cho khỏe quá. Trời cho là mình ngủ rất là dễ. Của Lan Trang và thưa quý vị. Thứ hai là mình cũng không bị mệt mỗi ngày. Cho mình không cần cái sản phẩm này. Nhưng mà dĩ nhiên nói tới Phú Cô Đăng thì mình nghe báo chí nói, nghe đài phát thanh radio rồi truyền hình cũng nói nhiều. Ở báo những chí cũng đọc nhiều, và mình lên internet thì mình cũng đọc nhiều những cái tác dụng của Phú Cô Đăng, tức là dòng biển nâu. Dạ. Thì mình biết nó thực sự là có những cái tác dụng rất là tốt, và nhiều người người ta còn nói là có thể trong tương lai đó, cái dòng biển nó trở thành một cái thực phẩm nó rất là tốt cho người ta, mà miễn phí là tại vì coi như là đâu có ai trồng rong biển đâu, phải cô Đăng Trang, rong biển nó coi như những cái rong tảo ở ngoài biển tự nó sinh sôi, tự nó phát triển, tự nó ở một số những cái vùng tùy theo cái vùng nước đó nóng lạnh rồi những cái về vấn đề cái thổ nhưỡng ở vùng đó nó có thể ảnh hưởng một cái loại rong nào đó nó phát triển ở vùng đó mà thôi, chứ người ta không có trồng rong biển theo những tôi hiểu là như vậy. Rong biển thì nó hoàn toàn thiên nhiên. Thì cái Phú Cô Đăng này nó và rong biển nó cũng có nhiều loại khác nhau. Ngày xưa nếu mà quý vị, bây giờ thì không có dịp tắm biển nhiều, nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam đó thì thỉnh thoảng mình đi biển Vũng Tàu hay Long Hải vân vân á, mình thấy rong biển nó vẫn trôi vào, cái mùi nó ngai ngái, nhưng mà cũng có loại màu nó màu xanh, có loại màu nâu. Thì riêng cái rong biển mà người ta dùng để mà chế cái loại Phú Cô Đăng này đó thì nó ở rong biển nâu, rong biển nâu, và nó ở bên Nhật Bản. Và riêng với cái loại dược thảo Kaiko Phú Cô Đăng này đó thì cái tài liệu cho biết là nó có hai cái loại rong biển đặc biệt quý á, loại quý hiếm á, loại quý được dùng để chế biến là cái Kaiko Phú Cô Đăng này. Phú Cô Đăng thì có nhiều trên thị trường, nhưng mà riêng với Kaiko Phú Cô Đăng thì họ lấy cái tinh chất của Mekabu, một loại rong biển đặc biệt, và cái loại rong biển này nó quý, nó hiếm và giá trị của nó cao, cho nên nó rất là mắc. Cái loại thứ hai, rong biển thứ hai là Mozuku Extract, tức là lấy rút ra từ tinh chất của các loại rong biển này. Hai loại rong biển này phối hợp với Cordyceps, tức là đông trùng hạ thảo, một loại dược phẩm khác cũng rất là quý của người Á Đông nữa, để tạo thành cái sản phẩm này bán trên thị trường. Và Nguyên Khôi thấy là mỗi ngày như vậy dùng có một viên phẩm của Đơn Trang. Một viên thôi, dạ. Một hộp như vậy là 120 viên. Dạ vâng. Có nghĩa là một người mua một hộp như thế này, mình có uống thể dùng bốn trong tháng. 4 tháng. Dạ, dạ vâng. Thì đó như tôi đó, là tôi uống 4 tháng. Về cái thành phần cấu tạo của Kaiko Phú Cô Đăng đó, thì mình còn được biết nó cũng chứa một loại nấm rất là quý hiếm đấy anh. Đó, thành ra là thưa quý vị,
Nếu quý vị tin tưởng vào tác dụng của các loại rong biển, đặc biệt là phải bên Nhật Bản nha, thì quý vị sẽ đến với chúng tôi để mua rong biển, tức là Fukoiden mà hiệu Kaiko. Xin nhớ rõ hiệu Kaiko, đài chúng tôi giới thiệu với quý vị là Kaiko quý vị nha. Dạ vâng, và một hộp như vậy 120 viên có nghĩa là chúng ta dùng mỗi ngày một viên thì mình uống được một người là 4 tháng. Thì nếu mà quý vị nghĩ coi, một hộp như vậy 120 viên giá là 250 đồng phải cô Đơn Trang? Dạ vâng. Có nghĩa là một viên nó khoảng hơn 2 đồng một chút. Dạ. Và vâng. Tức là mình chia ra một tháng có 50 không ạ? Dạ, 250 đồng mình chia là 4 tháng thì... 60. 60 khoảng đó. Dạ, 60 nhân 4 là 240. Dạ vâng. Hơn 60 một chút. Nhưng trong thời gian này, quý vị trả 250 đồng thì quý vị lại được đài chúng tôi gửi tặng một cái bịch này. Nói là cái bịch vì trong này nó có chứa 120 viên nghệ và tỏi đen mà trị giá tới 50 Mỹ kim. Dứt khoát là 50 Mỹ kim. Sau cái kỳ promotion này đó, có thể là công ty họ không còn dành cho khách hàng của mình không còn quà cái, tặng này nữa cái món quà này nữa. Thì lúc đó quý vị mua 250 đồng một hộp 120 viên Kaiko Fukoden và như vậy thôi, không có quà tặng. Còn nếu quý vị bảo ồ, bữa trước tôi có dùng thử cái loại nghệ và tỏi đen mà đài bán mà được tặng kèm theo Kaiko đó, thì bây giờ tôi muốn mua, thì thưa quý vị, lúc đó quý vị phải mua riêng và nó là 50 Mỹ kim. Có nghĩa là trong thời gian mà đài mới giới thiệu như thế này, promotion, tính ra thì lọ này chỉ có 200 thôi, không phải 250. Và để nói thêm về cái sản phẩm này, nghệ và tỏi đen này một chút, thì thưa quý vị như thế này, nhiều quý vị sẽ có một thắc mắc là suốt đời tôi đi chợ. Tôi mua tỏi rất là nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy một củ tỏi đen bán ngoài chợ cả. Thế thì tỏi đen này nó ở đâu ra cô Loan Trang? Nó ở bên Nhật. Nó ở bên Nhật. Thực tế là như thế này thưa quý vị, tỏi thì khi mà chúng ta trồng, lấy ra, mình thu hoạch xong, mình phơi khô, nó màu trắng. Nó màu trắng. Tỏi nào cũng màu trắng cả, thưa quý vị, chứ không có tỏi nào màu đen. Để có được tỏi đen đó, thì người ta phải có một cái tiến trình để mà lên men cho nó. Mất 6 tháng trời, thưa quý vị. Sau 45 cho tới 60 ngày lên men, thì cái củ tỏi màu trắng đó, họ có một cái phương pháp lên men được kiểm soát chặt chẽ từ cái nhiệt độ cho tới độ ẩm để làm cho cái củ tỏi nó lên men nó thành màu đen. Và khi mà nó lên men như vậy thì nhiều cái dược tính ở trong đó nó tăng lên rất là nhiều. Cái hương vị nó cũng đổi, cái vị nó thì ngọt hơn. Cái hương của nó đó thì nó không còn là cái mùi tỏi sống mà chúng ta thường ngửi thấy nữa. Cho nên nhiều quý vị cũng lo, và tôi sợ tôi uống cái này vào rồi nó có mùi tỏi đi làm này kia, nó không có tốt. Thế quý vị, khi mà củ tỏi màu trắng đã ra màu đen rồi, lên men sau 45 ngày, 60 ngày mà nó lên men rồi đó, thì cái hương vị nó hoàn toàn khác đi. Cái vị nó thì nó ngọt hơn, và cái hương của nó thì nó không có ngái cái mùi tỏi mà chúng ta ngại nữa, thưa quý vị. Hèn chi mà anh hỏi tôi tại sao đi chợ không thấy tỏi đen. Tại đâu có ai bán tỏi đen để mang về xào thịt bò đâu. Mà cũng người ta trồng cái củ tỏi nó trắng chứ đâu có thấy củ tỏi nó đen bao giờ, phải không cô Lan Trang? Anh mà không cắt nghĩa thì tôi sơ suất, tôi lại tưởng là riêng cái vùng đất đó ở bên Nhật Bản có tỏi đen. Nó có một cái quá trình để lên men làm cho tỏi để nó phát huy được những cái dược tính đó rất là nhiều. Và những cái dược tính chính của tỏi đó là nó chống oxy hóa, làm trợ sở dĩ làm sao người ta già đi. Là tại vì cơ thể người ta bị oxy hóa. Nó làm cho mình bị lão hóa. Chống oxy hóa, bị lão hóa. Thì nó chống hoặc là làm chậm cái tiến trình oxy hóa đi. Có nghĩa là mình kéo dài được cái tuổi trẻ của mình nhiều hơn. Chứ không phải là nó có cái tác dụng là thánh thần gì cả. Thưa quý vị, cái đó là thực tế chứng minh bằng khoa học đàng hoàng, rất là rõ ràng. Và không phải chỉ có người Á Đông mình dùng tỏi để trong vấn đề giúp cho sức khỏe của mình. Chúng tôi đi những cái hiệu thuốc Tây, chúng tôi thấy người Âu Châu, người Mỹ họ cũng dùng tỏi trong các loại dược thảo rất là nhiều. Tại vì cái dược tính của nó rất là cao. Nghệ cũng vậy. Và hai cái này phối hợp với nhau đó đây. Thì nó đây thưa quý vị. Nó sẽ giúp cho quý vị trước hết là tốt cho da. Da hồng hào. Và thứ hai, mịn màng. Nó chống nhiễm trùng. Đúng rồi. Cơ thể của chúng ta mà bị nhiễm trùng thường thường là đau tử, ruột, đó là những nơi dễ bị nhiễm trùng, hay là mình mới trải qua một cuộc giải phẫu. Giải phẫu. Dạ vâng.
cơ thể mình muốn mau lành và mình sợ bị nhiễm trùng đó, tại vì nếu mà sau giải phẫu nó bị nhiễm trùng rất là nguy hiểm, thì dùng những cái thứ này nó sẽ tăng cái tác dụng, nó chống cho cơ thể của chúng ta chống lại cái việc nhiễm trùng đó, thưa quý vị. Và nó cũng giúp cho cải thiện sức khỏe khi ốm sau mổ hoặc cả đang điều trị các bệnh khác, rồi nó cũng giúp làm giảm và điều hòa cholesterol, cân bằng lại cholesterol ổn định hơn, thưa quý vị. Đó là một số những cái tác dụng chính của hai cái loại dược thảo nghệ hợp với nhau, nghệ và tỏi đen. Nghệ thì quý vị đã nghe chúng tôi nói nhiều rồi, tại vì chúng tôi có giới thiệu nghệ của bên Kengen Energic. Thưa quý vị, bây giờ nhắc lại nhé, nếu quý vị mua riêng cái bịch này thì là 50 Mỹ Kim, là 120 viên. 120 viên, một ngày quý vị dùng 4 viên. Nhá. Nhưng mà vừa nói đến một ngày dùng 4 viên thì phải nhắc lại một lần nữa, Kaiko Fucoiden một ngày dùng 1 viên thôi. 1 viên thôi. 1 viên thôi là đủ rồi. Và giá là 250 Mỹ Kim một hộp như thế này. Một hộp bên trong nó có một cái lọ chứa 120 viên. Trong thời gian này, xin nhắc một lần nữa, mua Kaiko Fucoiden được tặng một bịch tỏi đen và nghệ trị giá 50 Mỹ Kim mà anh Nguyễn Khôi vừa trình bày rất chi tiết về nghệ và tỏi đen, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại là mua Kaiko Fucoiden và lúc này thì tặng cái bịch này 120 viên. Không có nghĩa là mình mua Fucoiden được tặng cái này là về uống Fucoiden một ngày một viên là phải uống liền cái này 4 ngày. Không, không. Nếu mà quý vị thấy cần cho cơ thể của quý vị, đặc biệt là những quý vị bên phụ nữ đó, hay là quý vị nào mà nó về đường tiêu hóa của mình không tốt lắm, hay mình mới bệnh dậy đó, mình cần thì mình uống. Còn nếu mình không cần uống thì mình có thể dùng cái này, mình làm quà tặng cho người nào cần. Và chúng mình không cần phải uống ngay, không cần phải uống chung. Quý vị thích thì quý vị uống chung, còn không thì quý vị có thể tặng cho người khác. Hoặc là để dành tháng sau mình sử dụng. Dạ vâng, xin nhắc lời anh, uống chung. Tuy là anh nói uống chung nhưng mà không phải uống cùng một lúc. Tức là thế dù quý vị uống Kaiko Fucoiden xong thì mấy tiếng đồng hồ sau, nếu quý vị muốn uống thì mới uống qua cái tỏi đen và nghệ nha. Một ngày 4 viên thì quý vị có thể uống một lần 4 viên cũng được, hoặc là quý vị có thể uống chia một lần 2 viên là buổi sáng, 2 viên buổi chiều, uống 2 viên. Mình không nên uống chung liền một lúc, xin nhắc lại như vậy. Rồi anh Nguyễn Khôi, chắc mình không còn thời gian để dành cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, đặc biệt giới thiệu về Kaiko Fucoiden nhá. Vâng. Nhưng mà như thế này, trước khi chào tạm biệt thì tôi phải gửi lời cảm ơn đến rất đông đảo các quý đồng hương Việt Nam, đặc biệt dĩ nhiên là các quý khán thính giả của Đài Quê Hương rồi. Quý vị đã tin tưởng chúng tôi khi nghe tôi và anh Nguyễn Khôi giới thiệu về Kaiko Fucoiden đến mua rất là đông. Đặc biệt hơn nữa là những người ở xa, quý vị có tưởng tượng là từ bên Pháp cũng mua, từ bên Canada cũng mua, quý vị sẽ bảo ủa bộ ở bên coi được Đài Quê Hương hả? Thưa quý vị, không, những quốc gia xa xôi đó không coi được Đài Quê Hương hàng ngày. Nhưng mà các vị đồng hương đó họ coi chúng tôi qua chương trình Đọc Báo Vẹn trên YouTube, đúng không ạ? Trên YouTube có một số tiết mục, ngoài Đọc Báo Vẹn thì có một số tiết mục khác chúng tôi cũng có post lên YouTube và quý đồng hương đó coi. Và rồi coi chương trình này thì coi đến chương trình khác. Và coi đến phần giới thiệu thì các vị đã gọi về Đài Quê Hương hoặc liên lạc qua email để order Kaiko Fucoiden này. Hồi trước khi mà chúng tôi bán cái sản phẩm cho công ty MBC, bây giờ vẫn còn đang bán, nhưng mà đầu tiên là bán cho MBC của Đại Hàn á, thì công ty MBC họ không nhận gửi hàng đi Canada và đi các nước khác. Ngoài Mỹ. Thứ nhất là cái tiền cước phí nó mắc, và thứ hai là tại vì hợp đồng của họ là chỉ được bán hàng cho công ty đó ở Đại Hàn, ở trên đất Mỹ mà thôi. Ở nước khác thì họ đã có những cái đại lý khác rồi, cho nên họ không gửi qua các nước đó được. Đúng rồi. Nhưng mà chúng tôi thì khác, thưa quý vị, những cái sản phẩm này như thưa với chúng quý vị tôi là chúng tôi lấy về đài trực rồi. Tiếp từ công ty, chúng tôi đưa về đài rồi và chúng tôi sẵn sàng gửi đến cho quý vị ở Canada và ở các quốc gia khác. Trung bình thì quý vị sẽ trả thêm khoảng 20 đồng cho một cái phần như thế này. Nhưng mà nếu mà quý vị order một lần như thế này mà hai phần á, thì cái tiền cước chúng tôi nghĩ là nó cũng giống nhau thôi. Nếu mà có lỗ một chút xíu thì cô Đoan Trang có phải chịu cái phần lỗ đó cho quý vị, tức là chúng tôi nhận gửi cho quý vị. Quý vị sẽ ở ngoại quốc nha, tức là ngoài nước Mỹ, ở Canada hoặc là ở Pháp hay ở bên Úc, quý vị cần những cái thứ này thì Đài Quê Hương sẽ gửi đến cho quý vị. Quý vị sẽ trả thêm khoảng 20 đồng tiền cước phí. Nếu mà nó là 25 đồng hay 30 đồng thì cô Đoan Trang cô lãnh cái phần đó cho quý vị. Tôi được bonus. Còn ở trong nước Mỹ là không có tính tiền shipping. Không tính tiền shipping. 250 đồng là đầy đủ tất cả. Gửi đến tận nhà cho quý vị.
Rồi một lần nữa rất cảm ơn các quý khán thính giả của Đài Quê Hương cũng như tất cả các quý đồng hương Việt Nam ở các nơi trên thế giới mà biết đến Đài Quê Hương chúng tôi, thương mến chúng tôi, đặc biệt là tín nhiệm chúng tôi nữa anh Nguyên Khôi. Khi mà Đài giới thiệu về một sản phẩm nào quý vị xa xôi vạn dặm như vậy mà cũng liên lạc với chúng tôi để mua, thì tôi biết là hai lý do. Lý do thứ nhất, quý vị tin tưởng vào sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu. Và thứ hai là quý vị cũng muốn giúp chúng tôi một chút xíu về vấn đề tài chính của Đài. Dạ vâng. Rất là trân trọng quý vị trong cái việc đó, thưa quý vị. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi cầu chúc quý vị có một sức khỏe tốt hơn, đẹp hơn, da của quý vị sẽ sáng hơn, hồng hào hơn, hồng hào hơn, quý vị sẽ cảm thấy yêu đời hơn, quý vị sẽ có những giấc ngủ ngon hơn sau khi quý vị đã dùng những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Đó là Kaiko Fukuden, cũng như là hỗn hợp của hai dược thảo nghệ và tỏi đen. Cảm ơn quý vị.